Hi you. À, đói bụng quá. Con về rồi. Hoa màu đỏ. Mì chân bông. Câu mà ngon lắm. Nấm kim chanh. Nó dần dần bạch thuộc khổng lồ. Nó mềm lắm. Kem sữa bút bê. Ăn chung ngon mà. Găng tay mượt. Nó dai dai. Sò điệp. Nó tan rồi. Vô cái ngon đi. Một thạch vàng. Wow. Ngon. Bào ngư. Mình ngon chứ dây. Tương cà. Nó ngọt ngay à. Cua xanh. Wow. Wow, có trứng nè. Ngon lắm. Thịt cua ngon lắm. Wow. Vô cái nào ngon. Wasabi. Một chút thôi. Sao mà cay quá vậy? Tam, mình thích tam. Quá ngon. Cái cuối cùng. Sốt về cây ca bơ. Nóng quá. Nước. Cay quá. Ơi nóng quá. Dưa hấu. Thêm nữa. À ngọt ngọt. Cái gì hấu che này? Nó chưa chưa ngọt ngọt. Wow, là vương quốc dưa hấu. Mình đói bụng quá. Wow, thịt dưa hấu. Nó dai dai. Ha ha ha.
Cái muỗng. Quá đẹp quá à. Đây là sô-cô-la. Nước twist. Làm quá đắm thật dư hấu. Một, hai, ba. Nó là sân gâm. Tạm biệt. Lạnh vì đói quá. Lạnh quá. Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Ôi đói quá. Gọi gà đóng thôi. Cay quá. Chúng ta tâm giác của Mai Pizza. Ngon tuyệt. Cá đắng. Thịt rất mềm. Cá đắng chín mắm. Đi với cục gà rán. Hạnh phúc quá. Bánh thơm bùi tỏi. Xúc xích chữ U. Nóng quá. Dần dai ngon. Bánh mô tăng. Nhâm thịt này. Xem ít của mình đâu. Ăn hợp lắm. Bánh choco pie Halloween. Dễ
thương quá. Vị ngô. Hơi ngọt quá. Ngon tuyệt. Siêu ngon. Tiếng gì thế? Tiếng ngon gà rán. Tiếng ngon gà rán. Này, đi đâu đây? Bye các bạn.